Vâng, xin mời anh chị em cùng theo chân tôi lên mỏ đá quý Lục Yên. Và trong chuyến đi lần này thì tôi có săn được hai cái siêu phẩm rất là đẹp, muốn mời tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Và hiện tại đang là tháng 6 năm 2021. Vâng, ở ngay chợ đá quý thì tôi đang thấy các bác đang tìm kiếm vận may ở trong viên đá thô, và đây là viên spinel thô. Rất có thể là trong cái viên spinel thô này có những cái nhân mà có cái ô quả facet, mà chúng ta có thể cắt mài được viên đá rất là đẹp và có thể là giá trị rất cao, hoặc là cũng có thể là không có gì. Và theo tôi quan sát ở đây thì các bác đang đập viên đá này nhưng cũng không có gì bên trong. Và đây là cái máy để tạo ra cái form dáng của viên đá quý chúng ta trước khi chúng ta cắt giác và chúng ta mài đánh bóng. Và tại đây thì tôi cũng có bắt gặp một cái viên si spinel hồng phấn. Viên này thì nó là một phấn nước 2, nước 3 thôi. Và đây là cái viên đá mà tôi muốn mời anh em cùng chiêm ngưỡng và muốn giới thiệu với tất cả mọi người. Đó là viên Ruby 5CT. Viên này xuất xứ Lục Yên và có cái xét về chất lượng thì đây là một cái viên đá có chất lượng rất là hoàn hảo về cabazon. Vì nó là một viên đá không có rạn nứt. Bình thường thì chúng ta chọn cabazon thì chắc chắn nó phải có đường dạn vết, các cái vết tự nhiên, và nó không có dạn vữa thô là được rồi. Nhưng viên đá này của chúng ta thì là viên đá lành, tức là nó không có đường dạn vữa thô, và cái chất cái bao thể bên trong nó là bao thể dạng cước. Và viên này chúng ta có thể tiến hành cắt facet được, nhưng mà cái độ chiếu của nó không được tốt lắm, nên chúng ta để cabazon như này thì nó cũng là chiếu toàn viên rồi, nó rất là đẹp rồi. Và cái hình khối bên này là oval, cũng là cái hình khối cao, hình khối vừa phải và rất là đẹp cho chúng ta nhẫn nam nhẫn nữ. Và viên đá này thì tôi đã săn cho một chị khách quen và chị đã đặt hàng tôi làm một chiếc mặt, một cái mặt dây. Thì mấy hôm nữa xong mặt dây thì tôi sẽ làm video cho anh em cùng ngắm. Thì đây là một viên đá mà thực sự là cái màu sắc cũng là cái màu đỏ hồng, cái màu đỏ nó rất là sáng bất kỳ bất chấp thời tiết. Và đây đúng là một viên hồng ngọc, và chúng tôi thường gọi nó là ngọc tỷ. Thường cái độ lành như này thì chúng ta chỉ tìm thấy ở cái viên đá 1 đến 2 CT thôi, cũng đã là hiếm rồi. Mà viên này của chúng ta có trọng lượng là 5 CT với cái mức giá là hơn 40 triệu thì đây là một cái mức giá rất là xứng đáng và hợp lý. Và viên tiếp theo của chúng ta là viên thứ hai, cũng là viên cuối cùng trong chuyến đi lần này của chúng tôi. Thì đây là một viên spinel màu xanh bẽ bưởi, xanh ngang. Hay chúng ta có thể nói chung là rất là khó nói về cái màu xanh của cái viên đá này. Nó là một dạng màu xanh đắt tiền, xanh không phải xanh ghi, xanh xám hay là xanh đen, mà nó xanh kiểu như xanh navy. Cái sắc xanh này nó rất là cuốn hút khi chúng ta nhìn ở bên ngoài, và nó có một cái chiều sâu, vẻ đẹp chiều sâu nhất định. Spinel xanh của chúng ta thì có hàng ngàn cái sắc màu khác nhau và cái giá trị khác nhau. Chúng ta có những cái màu xanh đắt tiền hơn như này rất là nhiều nữa. Ví dụ như xanh coban hay chúng ta gọi là xanh chân tông, nó đắt khủng khiếp, đắt hơn rất nhiều lần. Nhưng có những cái sắc xanh thì lại rẻ hơn như này rất là nhiều. Ví dụ như xanh ghi, xanh xám, xanh đậm, nó rẻ hơn. Viên này thì các tiêu chuẩn khá là ok, tương đối, và form dáng rất là đẹp, kiểu cắt cũng rất là tốt và đủ đáy, chiếu toàn viên. Độ lành sạch của viên đá là độ sạch mắt thường, không có vết rạn nứt gì bên trong và trong suốt. Tự nhiên 100% và xuất xứ ở Lục Yên, Việt Nam. Và trị giá cho viên đá như thế này là khoảng hơn 80 triệu. Và viên đá này thì chúng tôi đã tiến hành lên một chiếc nhẫn nữ cho một chị khách quen ở thành phố Hồ Chí Minh. Và mấy hôm nữa xong nhẫn thì tôi sẽ mời tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Và bên cạnh đây thì chúng tôi đang đặt cạnh những viên đá rất là nhiều màu sắc màu khác nhau trong chuyến đi lần trước. Có một cái lưu ý cho anh chị em là như này, thì tất cả những cái video tôi quay là ánh sáng thường, ánh sáng thật bằng iPhone. Thì chúng ta muốn xem màu nó chuẩn và chính xác nhất thì anh chị nên dùng điện thoại iPhone để xem. Chúng ta không nên xem ở màn hình Samsung. Do là tình hình dịch bệnh, thành phố vẫn đang giãn cách nên chúng tôi lại tiếp tục lên trên mỏ trong lần thứ hai. Và lần này thì chúng tôi cũng không mua được gì ngoài những viên đá rất là nhỏ xíu thôi. Viên ruby không dưới 1 CT facet. Còn đây là những viên thô chất lượng facet chúng ta có thể nhìn thấy trước khi cắt mài. Thì viên thô này chúng ta có hơn 1K thôi. Và cái lô này thì chúng tôi có chung nhau. Và chung nhau cái lô này thì với cái giá trị bán ra thị trường có thể là gần 200 triệu. Và cái lô này thì chúng tôi có thể tách lẻ
Tức là viên to nhất ở cái lô này là hơn 4 CT, màu sắc rất là đẹp, màu xanh bãi bưởi ấy. Và giá cũng hợp lý thôi. Hai cái viên bên dưới cùng ở bên tay trái, đấy là hai viên cái, hai viên chính, hai viên đẹp nhất thì có thể bán lẻ là khoảng 50 triệu một viên. Còn lại thì giá sẽ thấp hơn, hợp lý hơn. Sắc xanh này cũng thuộc vào sắc xanh đẹp và hiếm của bãi bưởi của chúng ta, và nó cũng là một cái sắc mà có giá trị cao. Và tiếp theo thì tôi có lọc ra được cái bộ ruby nhỏ nhỏ xinh xinh cho một chị khách, thì bộ này cũng chỉ hơn 10 triệu thôi. Vâng, và xin được cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Anh chị em đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 0814419999. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi.